63 tỉnh thành mãi đỉnh tập 4. đi Đà Lạt liền đi anh em 49 đồng Đà Lạt đâu cho tôi thấy cánh tay với biết cờ bu chu nè mỗi lần nhắc tới Đà Lạt như là cái ngôi nhà thứ hai của tôi vậy đó một năm có 12 tháng mà tôi đi hết 12 lần rồi một cái món đặc sản ở trên Đà Lạt mà tôi thấy ai cũng hay đi ăn đó chính là lẩu bò ba toa nha mọi người ơi nguồn gốc của cái chữ ba toa là đến từ Pháp là phiên âm của chữ Abattoir. thành a ba toa tiếng Việt mà cái từ này có nghĩa là lò mổ thời Pháp thuộc tại khu vực của quán lẩu ba toa hiện tại từng có một cái lò mổ gia súc đây là nơi đây vẫn thường được gọi với cái tên là a ba toa sau năm 75 người dân mở nhiều quán lẩu bò bình dân ngay tại khu vực này luôn, do âm hưởng từ cái khu vực lò mổ nên là người dân đặt tên là lẩu bò Ba Toa luôn Lẩu bò ở đây mà người kêu cái nồi 200 cành là ăn no càng hông cho hai người luôn rồi Nước súp thì thiên vị ngọt, ăn rất là cuốn luôn nhưng mà hơi nhiều bột ngọt một xíu Nói chung mỗi lần lên Đà Lạt là cứ mê mẩn với cái nồi lẩu bò này Nhờ cái hương vị lẩu bò độc nhất in ở đây mà cái tên lẩu bò Ba Toa đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực của phố núi